hết rồi, mình đi mua đến 2 tuần. Dạ. Anh qua thăm con, vé máy bay có hết rồi. Em chuẩn bị luôn sang Nga. Dạ. Nghĩa là mới thành phố chuẩn bị ký luôn. Nga thì Colombia. Colombia, Colombia. Hàng ngon đó, hàng ngon đó hả? Coi tên nó đi đủ lên coi. Em nghi thay chế quá. Đang tìm luôn. Tại vì là tên nó đi xa rồi. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Quá. Quá kể hay xưa giờ. Hay lắm em ơi. Bán gì sao quạt nó là bút ổn định bỏ một cát luôn á, mà coi tự nhiên hai cái này cũng đã hay quá. Để đã bày đắp, thằng cô nó đưa thằng Nguyên với thằng Khôi lên đã. Thằng Khôi nó thằng Nguyên nó hơi yếu, thằng Khôi nó quá hay. Tốt quá, anh khác, lâu rồi không nói rồi, lâu có hay rồi không nói. Giữ được không trụ? Giữ được thôi. Đúng không luôn. Đang quay à? Qua Gia Lai đá trong dài. Số 22 hay nha. Rốt cuộc bị trúng tay. Sử dụng mang theo. Cái này thì đè được mà nó suốt dở. Cái thằng mà số 7 của Đà Nẵng á, bữa xuống thử mà xuống đà lắm. Đúng không Tấn, cái thằng này đâu phải là cái thằng thử bữa đâu, Colombia đâu phải không? Sáng con. Thank you.
pha phối hợp quá đẹp mắt của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyệt vời. Và Võ Huy Toàn ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sự thất vọng của Trần Minh Toàn và Gian Clasio. Và sự buồn bã của các cổ động viên BKMX Bình Dương ngày hôm nay. Xin mời đặt hỏi, xin mời đặt câu hỏi đối với trưởng câu lạc bộ BKMX Bình Dương ạ. Ông nghĩ gì về trận đấu hôm nay? Tôi nghĩ là ngày hôm nay đội câu lạc bộ Thành phố chơi rất là tốt, họ rất là kiên cường. Xuất phát trận đấu thì chúng tôi chỉ số bóng tốt hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi là ngày hôm nay lại giống như là trận Quảng Nam, tất cả các tình huống bóng bổng thì các hậu vệ chơi rất là kém. Trận Quảng Nam hết giờ chúng tôi cũng thua trái đến biên. Rồi hôm nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi bị những quả phạt góc. Ở trước buổi tập thì tôi cũng đã nói rồi, các anh cố gắng hạn chế đừng để bị phạt góc. Nhưng gần đây thì mấy trận gần đây đội Bình Dương nó để bị phạt góc rất là nhiều. Sau đó thì chúng tôi không chống bóng bổng được. Nên phải nói là ngày hôm nay đội Thành phố đã chơi rất là kiên cường. Và bên này thì chúng tôi cũng bỏ lỡ vài cơ hội. Nếu như chúng tôi có bàn thắng sớm gỡ thì tôi nghĩ cũng có thể là chúng tôi là được thế cờ. Tôi nghĩ là hai trận vừa rồi họ chơi rất là năng nổ và rất là tốt. Đặc biệt là cầu thủ số 5 tiền vệ thì anh ta chơi rất là linh hoạt, thu hồi bóng và triển khai tấn công rất là tốt. Ở trên tiền đạo cũng vậy, anh ta cố gắng giữ bóng nhưng thật ra thì anh ta ít bóng quá. Thì mấy anh cũng thấy là chúng tôi, anh ta mới về đây lâu lắm, mới có một tuần là anh ta đá rồi, chúng ta cần có thời gian. Nhưng mà tôi nghĩ anh ta cũng sẽ sớm hòa nhập với lối chơi này, anh ta cũng sẽ sớm hòa nhập và các tiền đạo của tôi hỗ trợ anh ta nhiều hơn thì sẽ có kết quả tốt hơn. Đã 6 trận mà Tiến Linh chưa ghi bàn rồi, vậy những vấn đề thật sự của Tiến Linh đang là gì? Thì anh cũng biết là Tiến Linh mới chấn thương trở lại thì không đòi hỏi hơn được. Anh ta gần đây thì bị chấn thương rất là nhiều từ đội tuyển trở về. Anh biết là sau mùng 3 Tết anh ta mới quay lại tập. Anh ta vắng, kể cả anh Quế Ngọc Hải tới giờ thì cũng không thấy. Sau khi Tết vào thì tới ngày mùng 3 thì anh ta quay lại tập. Thì chúng tôi không có người buộc phải đưa anh Linh vào đá. Để đá lối chiến thuật 4-2 thì cần phải có anh Linh. Nhưng thật ra thì phong độ Linh mình chấn thương cũng không cao lắm. Trọng gần đây không phát huy được thì anh ta phải vất vả chống đỡ bên cánh trái rất nhiều, không phát huy được cái khả năng để lên để trồng biên để tạt thì buộc tôi phải thế Trọng ra sớm. Với thật ra là cái nền tảng thể lực của Trọng cũng không được tốt lắm, sau khi đi đầu tỷ về anh ta cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Nam Định đã tạm thời là ổn định được biên lý rồi, thì với cái trận thua này nó thật ra ngay từ đầu tôi nói là chúng tôi cố gắng phấn đấu đạt được kết quả ta cao nhất chứ không phải là mục tiêu vô địch. Thì tới ngày hôm nay có mấy tháng chúng tôi đã tới đây thì tôi nghĩ là Bình Dương anh thấy là chúng tôi đã cải thiện nhanh chóng để đạt được kết quả này rồi. Để mà tham vọng làm cái đó thì tôi nghĩ mấy anh hơi tham. Thì con người của chúng tôi có gì đó. Mà trong có bao nhiêu tháng, có 2 tháng mấy để bổ sung thì không thể nào kiếm người được. Và buộc tôi phải xây dựng tập luyện, sửa chữa cho các cầu thủ hiện tại ở Bình Dương và tăng cường thêm một số cầu thủ. Và anh thấy tăng cường thì anh thấy có 9 cầu thủ được tăng cường thì có mấy cầu thủ được ra sân. Quế Ngọc Hải thì chấn thương, anh Thường thì thường hay chấn thương. Ở trên sân đi đấu 9 cầu thủ thì hiện tại có xài được Trọng, Hải Huy, Thường và ba cầu thủ ngoại thì tôi đã đổi 2 rồi. Như vậy anh thấy là tôi đâu có nhiều sự lựa chọn. Tôi nghĩ tới giờ này là các em đã cố gắng rất là nhiều rồi.
nên tôi cố gắng động viên các em, mỗi một trận các em làm tốt hơn và thay đổi bản thân, đội bóng thay đổi, các em cũng thay đổi theo từng ngày. Tôi nghĩ như vậy là chúng ta là một tín hiệu vui, còn mỗi trận đấu tôi cố gắng làm hết mình, không phải bản thân tôi mà các em cũng phải làm, các em phải rèn luyện hàng ngày. Xin mời hỏi cuối ạ. Anh cho một vài ý kiến về trận tới gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Thì anh biết vì sao trận này chúng tôi cũng nhân sự thì có gì đó, còn bao nhiêu thì chúng tôi sẽ cố gắng tập trung để chúng tôi giữ sức để chơi ở sân nhà. Mong là cứ mỗi trận chúng tôi có điểm là tốt rồi. Thì sau đó có thời gian nghỉ thì chúng tôi mới có thời gian củng cố tập luyện thì mới nhuần nhuyễn được. Các em bây giờ thật sự là cũng đang chơi cũng tương đối hơn một phát. Ý đồ của tôi đưa vào thì họ nhiều khi đâu có làm được. Thì mới tập có mấy ngày, có lúc nhớ lúc không. Thì anh thấy cũng ít có những cái đường chuyện thường xuyên hoặc nói chơi thường xuyên, ít có. Xin cảm ơn. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu, thì mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn.